Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming nha anh em ơi. Dư Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì sau khi khai mạc cái event mùng 1 tháng 6 của cùng mấy chủ S6 đại giải tất này thì Khải cũng gom đủ nguyên liệu và bây giờ thì Khải cũng anh event cho anh em xem nha mọi người. Và trước khi anh event thì anh em cùng xem sơ qua cái event mùng 1 tháng 6 này như thế nào nha. Đây anh em. Event mùng 6 thời gian bắt đầu từ ngày 27 tháng 5 thì cũng được 3 ngày rồi. Mà hiện tại do vừa rồi thì đang có cái dự định chưa kết thúc 120 á, nên là chưa ai ăn được. Và hôm nay đã kết thúc top 1 và top 2 120 rồi. Thì bây giờ bắt đầu ban khẳng bắt đầu ăn rồi nè. Đây nè. Túi nguyên liệu này, đó Khải gom được 6 bề cao này. Rồi mở cái máy này mới nguyên liệu nè, mở cái này nguyên liệu. Rồi búp bơ này, kèm búp bơ này. 50 điểm trên một con búp bê và con bông lan thì 150 điểm. Bông lan thì ăn bánh thường này. Có thể ăn riêng 1000 cá bông lan nữa nè. Rồi lì xì lớn hay nhỏ, cái này ai Khải sẽ mua lì xì lớn tại ông thành Tương Dương trung tâm. Sẽ 7 xu một cái nha em. 7 xu một cái. Anh Full Event này thì khoảng 7000 xu kèm theo nguyên liệu. Đây là bánh thường này mọi người. Bánh thường thì 1 triệu 15 triệu trên một bánh. Mà 1000 cái thì 15 tỷ. Bánh thường thì Khải chưa ăn. Đây anh em chú trọng vào cái bánh đặc biệt này. Bánh đặc biệt thì Khải đang có đủ nguyên liệu rồi và một bánh là 30 triệu và Khải 1000 cái thì được 30 tỷ nha em. Không biết là úp nổi 10 hay không. Đó, nguyên liệu ép này. Rồi phần thưởng này, đồ phổ này, hiền tinh, rương trong bị, bí tịch mặt tịch lệnh bài quốc đặc biệt, bút xanh. Rồi gấu bông. Gấu bông này mở ra hên xui à. À sử dụng 1000 cái thì mở được hên xui nha nè. Rồi tiềm năng, kỹ năng, càng khôn, lệnh bài, phi tóc, chiến cổ. Chung là cũng tương đối không khác gì mấy event trước. Nó chỉ khác một cái là ở mùa này có thêm bí kíp 120 và đại thành 120 nha mọi người. Và vòng sáng. Rồi bạch trận đơn hiện đơn. Đây nè. Bí quyết này, đại thành này. Đó. Rồi anh em ơi, không chờ đợi lâu nữa hãy nuốt ấy, anh ấy. Đồ. Ai có năm độc nữa không anh em ơi? Ai có năm độc nó ra phụ em búp cũng anh em. Đồ năm độc em đứng hay bị chết vậy ta? Nó dứt năm độc em chết hai lần. Này đứng chờ cho bà chỗ hoa búp lợn này. Em đứng em búp nãy giờ nè. Ừ. Trời, đợt nước nút event nè. Cánh lên 120 luôn. Như thiếu bùa đánh còn. Đúng rồi, thiếu bùa anh năm độc anh mới chết mà. Rồi mới chết. Đang là chạy lên, đang nhảy lên. Lành đâu, lành vô lấy con điêu thiền lên đây lành ơi. Hay gọi là tụng đây rồi. Vô bùa búp tạm giùm em đi anh ơi. Em cũng búp. Đứng né trên chỗ hoa cất lọt nè, đừng đứng đấy. Ưng lên cái đó đó. Rồi đó chạy qua chỗ bên này. Ui, rồi xong, đậu xanh, má cái con nó thẳng thiên nhận chất luôn, đậu xanh. Hơn là vừa bút xong rồi nha, nó chạy ra lại, đứng góc dưới rồi. Hơn là vừa bút xong luôn, lên 500k. Mày đâu rồi, hello, anh em đang xem live nha, anh em nào đang xem live thì cho rồi, một like, một share đi anh em. Tính ra là nó cần 1000 diều, 1000 kẹo hồ lô và 1000 trống lục lạc hả? Với 1000 búp bê là xong hả? Ờ thì như nó đúng mắt rồi. Ép thì nó rẻ. Ép thì rẻ hả? Ép nó rẻ hơn 3 kim em ơi. Ờ 2 kim thôi. À vì mình còn đổi điểm tống kim nữa, mình tính điểm tống kim. Tống kim có như là mình free đi. Dùng một rẻ được hơn 2 kim hơn 3 kim. Không phải free đâu. Ngã đây có free mình không mà. Dùng đợt event này mà không ăn thì không ăn cái gì đấy. Không ăn thì phí luôn anh, tại vì 120 rồi. Event này mà không ăn thì phí thiệt rồi. Không ăn thì không biết ăn gì nữa luôn. Event này ngon phải. Ăn cứ lên 123 luôn. Anh á? Anh chỉ 124 rồi. Gì? Anh 124 rồi á? Cái gì ghê vậy? Tôi bị 124 rồi. Đụng 123 rồi nè. 400. Vô rồi ăn tiền vàng rồi hả? Ừ. Đủ ghét. Trong vũ đề mày bốc phét là 123 gì mà 40%. Em 123 400 này. Dạ trời. Nên dìm nhanh thế. Thôi. À mày ăn được cả cái bông hoa đúng không? Mày mặn chặt sẵn ra đâu. Đúng rồi. Tại vì anh chưa ăn bông hoa, chưa ăn cái đồng tiền. Ừ mà tôi ngay. Ok anh em ơi, sau khi đủ trang bị đủ 1000 diều nè, 1000 kẹo hồ lô nè, 1000 trang lục lạc nè. Ok, để ép thôi. Sự kiện của tôi thiếu như vậy nè. Đụng nó quyết 120 nè. Là ép ngay. 7 nè. 1000. Đó. Đặc biệt nè. Rồi.
Chuẩn bị quốc. Rồi nút Evan em ơi. Nút nút nút. Như đây. Một gấu bông. Tiền thuốc lộ đặc biệt. Một quả tiềm năng phong độ. Hai quả sát thủ giảng. Sát thủ giảng. Này đồ phổi đây. Yên đái. À, kiếm gì đây? Có cái kỹ năng tiềm năng không? Đặc biệt. Cánh bình mười mấy rồi. Đang có quá tử rồi. Thiếu thiên sơn rồi. Thiên sơn rồi. Đó. Như đây. Một dương tinh hai. Một thị tinh. Sát thủ lỡ hộp. Ôi, phối rồi đây. Hoàng kim. Cái gì đây? Bênh hàng hiền thúc giáp. Địa phách liền. Phố hoàng kim gì đây? Nó cho ba cái gì vậy? Địa phách đường môn. Nó cho ba cái gì ép đồ phố hoàng kim phá luôn nè. Một gia truyền đường môn. Địa phách đường môn đúng không? Định quốc dày. Trời, tầm này ra đồ phổ nhiều không biết ép như thế nào. Ép có dở hay đơn giản không chưa biết nha nè. Anh em đang xem thì cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Hiện tại Khải đang nghe Evan mùng 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi nha mọi người. Mùng này thì Evan nếu anh mắt thì được hơn 50 tỷ á mọi người. Hơn 50 tỷ Evan nè. Evan này anh mắt cả tiền vạn và tiền đặc biệt. Và tiền vạn và tiền tiền xu thì hơn á nè. Chú Dư Phượt năm độc bùa à, năm độc gia truyền chú Phượt năm độc an ban thân thần hằng liên tinh khoáng thạch tất cả cấp 7 nổ lộ rồi gần 400 cái chưa có gì nè. Gần 400 cái nè. Ma thị sơn hồng lý giày thiên nhẫn định quốc ô sam đồ phổ kim áo định quốc. Hai con mọc này ra đó nè. Hai con mọc ra đấy. Ừ. Đó hai đường này. Hello chào Nguyễn Dương nha. Hai con mọc này ra đấy. Giờ này anh em bằng ngáo đang đi bóc thả bóc lại. Thôi bị xấu dần. Mùa này Evan khá là thô mà anh em. Mùa này không ăn thì không biết ăn mùa nào luôn. Đúng không? Trời ơi toàn đồ hàng đẹp không? Đồ bắt ngát luôn này. Nhiều vãi đái luôn. Mà sao nãy 500 cái rồi mới có hai cục thủy tinh nha, hơi ảo nha. Điên à. Ừ, em ăn nãy 500 cái rồi nè. Trên 10 cục chứ. Mới có hai cục anh. Cục quá. Em ra 16 cục á. Trời ơi, có nhấp. Đang cần một xương này này. Rồi vậy anh, đồ em ăn kiểu gì mà toàn có quần què đâu không nè. Hello, xin chào anh em xem live, anh em nào đang xem live thì cho ghé một like, một share đi anh em. Giờ này em đang bên bốc đại anh em à. 700 cái mà ra 8 viên hiền tinh. Em 700 cái ở đây mới có 2 viên hiền tinh này. Anh nhanh mà. Hiền tinh thì ra ít nhưng mà thủy tinh ra nhiều này. Ôi, em anh ngàn cái ra được có 3 viên bà. Em về em nhặt đồ nè, rương kim phái ở đây nè. Rương kim phái này em ơi. Rương kim phái ở đây nè, ở đây đó, chạy đâu. Chưa ra luôn hả? Chưa. Rương kim phái này em với bà nhặt đồ này. Một cái tinh đệ một cổ này ép dở chứ, ép đồ cổ ép dở mà. 4 nè. Mấy cái bó đặc biệt bỏ qua không quên. Hiện kết thúc bó thiếu nó khoảng quá. Một, ra, không kiếm bó đấy. Đủ hai con chưa có nè. Nhắc kỹ. Có không được ơi. Bách Bảo Rương. Bách Bảo Rương ngẫu nhiên, trời ơi. Đeo rè luôn. Nhắc kỹ. Ủa, 4 con sao nó chết cái 3 con rồi nè, còn con mất tiêu đâu. Nãy chết một con rồi đó. À, ok. Rồi ok tiếp tục thả này mà đợi chút Khải đi lên thả nè. Đồ không ra rương kia không phá luôn. Có dụng áo dữ ta. Gần 20 con rồi. Nhỏ nha.
thả khi nào ra luôn này ơi. Đúng rồi, thả khi nào ra thôi, biết sao giờ. Rồi được, Khải ra thả tiếp này mà, đợi một chút, ra liền. Anh em chui vô nè, anh em chui vô. Chui vào vị trí đây, chui vào vị trí đây. Vừa anh Vinh vừa thả bot cho anh em đánh mà không có đồ này mà. Nhặt đi nè mày. Anh Mép Ben đứng phụ trách nhặt em mấy đó anh. Lùm giùm em đi. Em ra tiếp tục thả bốn con tiếp tục của anh em này. Cái bôi nào mà kháng hộ 25 với 30 anh giữ lại nha. Rồi, không có luôn. Ôi luôn. Bên này thì mình tiếp tục anh Vinh tiếp. Mà Phúc Duyên này, đợi Phúc Duyên làm gia tổ này. Trời, mùa này Phúc Duyên nhiều ép đồ tràn lan luôn á nè. Này khỏi... Ừ, mùa này khỏi sợ thiếu Phúc Duyên luôn. Đây, à, tiếp tục. Thắng luôn, nhìn thèm ghê, 1%. Tiếp tục boss anh em ơi. Đây, 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 thả boss này anh em ơi, được khả vô vị trí. Anh combat đi rửa tay đi anh. Không á, anh combat đi rửa tay anh ơi. Anh mới đón bên kia chơi đúng 100% rồi, giờ đi anh rửa. Bốn con tiếp theo này. Rồi, ui. Rồi, quýnh đi nè mày, đụ mà nó quýnh mình chết luôn rồi. Mình sắp chết luôn. Không sao, không sao, anh em đứng góc là không sao đâu. Em giao dịch tiếp qua cho còn lon rồi. Đâu ơi, nãy giờ là thả cũng thả nãy giờ chục con vô nha. Ờ, con này hết là con 12 rồi em. Bốn con này là con 12 rồi đấy. Rồi hết boss rồi đấy. Ai con boss tiếp tục làm tuần 2 này. Được 5 thiên lục. Ngon, 5 thiên lục quá là ngon. Đã đồ phố. Cho nó cho đồ phố con kim quá trời luôn em, không biết ép dở không ta. Dở, ép dở mà. Tôi cứ mình cứ lấy cái, mấy cái thạch ra mình làm y như đó vậy mà ép. Mình rút ra. Này, có ăn bàn gia truyền không? Không, không, cần cầm nó đây, cầm nó đây để dành gia truyền ăn bàn hả? Ừ, có một mảnh này. Còn mình rút, mình đi rút gỗ, rút mấy cái gì. Đình quốc này có không? Đình quốc à, có đây luôn. Ừ, tí nữa nó gom lại thử, mình ép món vài món hay vui vậy? Ừ, gom ép chứ. Nè, ép hồn kim môn phái nè. Kim môn phái đâu thì tùm lum tùm lưa kìa. Nè, ăn bàn cúc ho thịt vị trí ho. Hoàn là nhẫn ăn ban. Phù dung tập đánh thắng băng cấp 4 trở lên. Thằng ba cái đồ phòng thủ hay cấp. Đồ áo băng hàng ngon lắm á. Má phòng thủ lên. Có ra rường quá anh em ơi. Đây rồi, có kiếm 120 cho mình rồi. Ờ, im bom được hai con nữa kìa. Rồi, cứ gom đây, tuần nào mít thì gom lại vị trí tuần đó thôi. Tiếp tục tuần sau thôi. Lỡ ba bên kiếp rồi, định góc ngon. Bình thường hai cô mà không có gì, chết tôi rồi. Cứ gom hết lại, gom xong cái tuần này về giao dịch boss cho em gom hết lại một tuần em chụp lên thông báo rồi đó. Tiếp tục làm tuần mới. Ba la là bùm. Bí tịch mật tịch cho mày lên. Dây chiền, chó không em. Em băng làm chậm. Đã hết cải hành rồi. Bí kiếp 120 này qua mà. Đại thành bí kíp 90, bí kíp kỹ năng 120. Đại thành kỹ năng 120. Có đại thành không? Có đại thành luôn hả? Không, không có đại thành, đại thành 90 này. Ừ, đại thành 90 là xin cho anh lùm lúa á. Lùm lúa không hỏi á. 30 ô trống. Dương bắn ngựa đen cho này, quăng này. 30 ô trống. 20 con boss rồi mà chưa có rương ở đây mà. 20 con boss phải 2 cái rương đúng không nè. 3 4 4 con này được 2 cái rương này anh em à. Tương dương thợ rèn này. Ấp mày. Ủa. Mày xin cái gì? 3 cấp ngon luôn á anh Thánh ơi. Bè cái bà ông đó là ngon luôn á. Bí kíp cả đại thành cái gì? À cả chân đơn gì? Hết nước chấm luôn em, đúng rồi anh. Trời ơi, ra cái bọn đó rồi hết nước chấm luôn. Không có mặt tịch gì để lệ luôn không? Ừ. Cái đại thành 20 là anh 90 em lấy làm gì? Đại thành 90 để dành cho anh lùm lúa đi. Đại thành 120 ở đâu? Mới đã có thì cho. Đây, chọn qua 5 đọc tiếp tục. À đây, không có. Còn một cái cuối cùng anh em ơi, không biết được gì đây. Đâu sao? Để anh ăn mấy áp kia xem có. Mô bi tí tật nha. Đồ gỗ hoàng kim, bọng lông kim, tích hồng, cà kha. Rồi, chắc trời, tính ra mùa này anh Even có 7 kim hơn thôi mà. Đồ đạc quá trời luôn em thiệt. Ghê nhờ. Ừ, sướng dã man luôn trời. Ờ, đây anh ra gửi thêm mấy con nữa này. Trời ơi. Anh nhiều vài đái luôn. Mấy con này.
tự nhiên ra cái kỹ năng 120 ngon quá. Cái con ngà mì trước này là ăn cho mẹ thì đàn tặc ăn nuốt cả bốn con. Anh đi ăn không có lỗ, anh đây không có lỗ đâu mà ăn cả bốn con. Em thoải mái luôn, hết bốn con luôn. Đây em đừng bí kíp không chả ai đâu. Khải không có bí kíp luôn, má đen thật sự luôn nè. Má vãi lên, đeo có bí kíp cho mày mười, đeo bí kíp cho mày mười luôn. Vãi lên, không có đại thành luôn mấy ghê, không có đại thành luôn. Nút nút còn có cục kia nữa, hôm nãy em cũng nút như vậy nè, nút ra đại thành. Anh có phần 15 rồi, 500 triệu, đừng 500 triệu, anh được 500 triệu lấy luôn. Đâu thôi thôi, tiếp tục khác thì biết sao giờ. Đấy, có là đúng ngon luôn anh ơi. Mít anh em à. Cái mít không không được đại thành cũng không được bị kiếp luôn. Kiếm cái đồ phổ ép rẻ dễ mà. Đó, nhỏ thiệt sự. Rút mấy cái kia theo cái phẩm chất nè. Rồi xong mình ép. Quê thằng thời điện thằng bí đó. À. Đúng rồi, buôn là đúng á. Buôn đó là buôn. Rương nó không mong bằng ép đồ phổ nó rẻ hơn cái rương. Đúng nào. Đúng rồi. Chữ đi ép đi rút ra là ơi xì vậy đó. Bò nó đúng đúng rồi. Rút cái ơi nó nè, bắt đầu mình quay kia mình bỏ vô mình rút thôi, mình ép thôi chủ yếu. Qua bên Lâm An ép thôi. Bên Lâm An ép thôi. Cái bùa bùa. Bùa đâu anh em, vô bùa đi anh em ơi. Rồi có trò chơi này ép phòng kia bùng phá này nó ra. Hiện tại anh không có gì luôn. Ai tiếp tục góp tune mới không anh em ơi? Đây. Đây có anh. Lâm An lộn Tương Dương bắt giao dịch em này, hiện ra vị trí boss được anh ơi. Đây anh đứng luôn thế này rồi. Rồi, đây là chị bot này. Ok, để em ra. Đây, ai gom bot nữa anh em ơi. Đầu không có rương này mà. À, cái tool này là chấm dứt anh em. Bốn con này không có gì nữa là chấm dứt 12 con tool đầu tiên nè anh em. Rồi sẽ có một phẩm nha. Trời ơi, đồ quá trời luôn. Nói chung là lời anh em. Nói chung là Khải không muốn kiểm gia kiểm cơ. Tại vì Khải tính này. 2 4 5 7 10 13 viên thủy tinh. 13 viên thủy tinh và lệnh bài đặc biệt. 2 4 8 đồ mấy bên kìa. Ok anh thân đây bỏ. Ờ, lần bài đặc biệt hơi ít nha, lần bài đặc biệt em có 8 con à. Có 8 lần bài đặc biệt à. Đây, con long đao của anh. Xong xong đi anh ơi, xong con này nó gì con boss anh ơi. Xong này gì con boss. Đây anh ở trên này đó. Rồi quá trời. Anh đưa trước hai cái này trước đây. Đây đây đây. Ai gom nữa lên tiếng rồi em ơi. Khải bên này AK này tiếp tục tuần 2 này. Em đang ra. Đang ra. Xong cái tool này vừa gom đồ boss nè, vừa gom đồ boss tool 1 mà 12 con của 6 người nha. Rồi đâu giá rồi phát lương cho anh em lại thôi. Trời mùa này lời quá vậy nè, anh em xem nè. Mùa này lời mà. Không lỗ nè mà, đó, thì tin này. Không lỗ nha. Thì tin là ép đồ mỏi luôn nè. Đó, 5, 7, 10 mấy như người tin lận, 13 như người tin. Đó, anh em thấy chưa? Ai anh AK giao dịch anh ơi. Ai góp nữa lên chỗ boss anh em, chỗ lên chỗ boss đại này. Bộ này là tổng lợi nhất. Gom càng gom. Đâu đâu. Đây anh ơi, đây. Giao dịch đang chính lúc này. Chưa thấy giao dịch anh ơi. Chưa thấy giao dịch. Bật lại đi, bật lại. Đây. Đây. Anh em nào muốn ăn Event thì cứ truy cập ngay vào trang chủ vào công.net và tham khảo và anh em khởi tạo mới nè. Như Khải biết thì tìm hiểu thì anh em tạo mới cấp 93. Anh Mát Event. Anh em anh Mát Event lên được 11x đó nè. Đó. Anh em vô trải nghiệm game vô tư luôn nè. À, Khải gom lệnh bài boss là quốc tiếp tuần mới nè. Rồi.